Nửa đêm đang ngủ thấy con gái 3 tuổi ngồi nói chuyện một mình và cái kết. 12 giờ đêm đang ngủ nghe thấy có tiếng nói văng vẳng bên tai. Bố mẹ tỉnh dậy thì hoảng hồn khi thấy cô con gái hơn 3 tuổi đang ngồi nói chuyện như đang có ai đó ở trong phòng vậy. Khiến ai ở trong tình huống này chắc cũng không khỏi lạnh sống lưng. Sau khi đoạn clip chia sẻ, nhiều người thấy mình đã từng có một tuổi thơ giống như bé gái trên, cũng từng tưởng tượng ra hoàng tử, công chúa trước mặt, không biết là có nhìn thấy gì không, nhưng cứ ngồi nói chuyện một mình như thật. Một vài bình luận khác để lại, bà tôi kể, trước còn nhỏ có lần tôi ra cửa sổ ngồi nói chuyện một mình với ai đó, lúc nhìn ra ngoài thì không có ai, làm bà hết cả hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.